Thưa quý vị, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thành phố Phú Yên, tỉnh Phú Yên. Một người đàn ông đã ra tay sát hại cả gia đình nhà vợ rất man rợ ngay trước mặt con gái của mình. Khi chưa đủ trong chính phiên xét xử của mình thì hắn còn lớn tiếng đòi tiếp tục sát hại em trai của vợ quá cố, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Chi tiết vụ việc sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Trưa ngày 29 tháng 5, Công an tỉnh Phú Yên cùng lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, nơi hiện trường phát hiện thi hài ba người trong một gia đình thiệt mạng để khám nghiệm điều tra vụ án. Theo đó, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Cu, 60 tuổi, cùng vợ và con gái 28 tuổi, nằm bất động thiệt mạng trong nhà. Hiện trường có nhiều vệt huyết, bên trong nhà có nhiều xáo trộn, dấu tích của giằng co. Người dân chứng kiến hoảng loạn liền báo cơ quan chức năng. Trong khi đó, nhiều người sống gần đó thông tin con gái ông Cu với chồng từng xảy ra mâu thuẫn, nên chị này đã đưa con gái 3 tuổi về nhà cha đẻ. Người chồng cũ cũng thường xuyên tới đây, nhiều lần cãi vã để giành nuôi con. Tuy nhiên khi sự việc xảy ra, mọi người không tìm thấy đứa trẻ. Trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra sự việc để chỉ đạo điều tra, Đại tá Công an Tuấn nhận định vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hiện trường có nhiều vết nghi xác định các nạn nhân đã bị sát hại, mọi thứ bên trong bị xáo trộn. Đại tá Tuấn đề nghị các phòng cảnh sát hình sự cùng nhiều lực lượng khác tham gia phá án khẩn trương truy tìm, phát động toàn dân tố giác tội phạm nhằm sớm bắt được nghi can. Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, khi tìm thấy cháu Vinh tại nhà nội, công an tiếp cận và nhận được thông tin chính cháu đã thấy bố ra tay sát hại mẹ, ông bà ngoại. Ngoài ra, một số hình ảnh dấu vết tại hiện trường cũng cho thấy Đoàn Minh Hải, chồng cũ của chị Dinh, là nghi can số 1 trong vụ án trên. Hải bị xác định là nghi can nhưng đã rời địa phương nên ban chuyên án đồng thời phát lệnh truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện Hải di chuyển nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối ngày 29 tháng 5, Hải bị lực lượng công an bắt giữ khi đang đi xin tiền một người bạn tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai của nghi phạm, Hải khai ở quê làm nông nghiệp và phụ hồ. Năm 2018, sau khi kết hôn với chị Nguyễn Thị Dinh sinh năm 1994, hai vợ chồng sống ở cùng phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, cách gia đình vợ khoảng 400m. Vài tháng sau khi có con, hai vợ chồng đã ly hôn. Về nguyên nhân ly hôn, Hải cho rằng cha mẹ vợ không nể mình. Sau đó, chị Dinh đưa con về nhà cha mẹ đẻ. Thời gian này, Hải nhớ con nên mỗi lần đi làm về, anh ta hay đi ngang qua nhà vợ cũ. Theo nghi phạm, những lần đầu, ông Nguyễn Cường sinh năm 1962 và bà Lê Thị Lan sinh năm 1964 để Hải thăm con. Tuy nhiên, do Hải nhiều lần tìm gặp con nên gia đình vợ cũ không cho thăm gặp. Ông Cường nhiều lần tỏ thái độ khiến nghi phạm bức xúc, nảy sinh ý định sát hại cha mẹ và em trai của vợ cũ. Từ đó, Hải đã chuẩn bị sẵn vật gây án. Khoảng 12 giờ ngày 28 tháng 5, Hải cho hung khí gây án vào một túi màu đen, rồi đến nhà của vợ cũ. Anh ta đứng ngoài hàng rào nhìn vào nhà thì thấy con gái ở trước hiên nhà. Sau khi con gái đi vào trong nhà, Hải cầm búa táng vào đầu khiến ông Cường gục tại chỗ. Bà Lan cùng chị Dinh hô hoán thì bị nghi phạm dùng búa tấn công liên tiếp vào đầu. Tiếp đó, Hải dùng vật sắc nhọn xiên ba nạn nhân thiệt mạng. Nghi phạm không thấy em trai chị Dinh nên ôm con gái về nhà gửi cho cha mẹ. Chưa dừng lại, Hải hai lần quay lại nhà ông Cường để kiểm tra các nạn nhân đã thiệt mạng hay chưa, đồng thời ngồi bên thi hài chị Dinh để nói lời tiễn biệt. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày 28 tháng 5, Hải dùng xe máy của một người thân đi từ Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh để lẩn trốn. Điều tra viên hỏi Hải có hối hận về hành vi phạm tội của mình hay không. Hải bình thản nói không và khai: "Tôi đã nhiều lần muốn gặp con, nhưng gia đình vợ không cho, con khiêu khích." Qua điều tra, được biết Đoàn Minh Hải không hút thuốc, không nghiện ngập, chỉ uống 2 lon bia là đã say. Hành vi tước đoạt mạng người hàng loạt khiến nhiều người dùng mình về bản chất tội phạm. Đối tượng còn rất lạnh lùng, nhớ và bình tĩnh khai đến từng chi tiết việc gây án, đưa công an đến từng nơi đã cất giấu hung khí. Công an tỉnh Phú Yên cho biết Đoàn Minh Hải có 2 tiền án, một tiền án trộm cắp tài sản bị xử phạt 9 tháng tù, một tiền án cố ý gây thương tích khi dùng vật sắc nhọn xiên vào ngực
chúng cuống tim một người khác, gây thương tích 79%, bị xử phạt 9 năm tù. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2022, đối tượng Hải có các hành vi cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm, hành hung đối với vợ cũ và mẹ vợ là bà Lan, đã bị xử lý hành chính. Những ngày qua, gia đình có 3 người bị sát hại trong một ngày, chìm trong không khí tang tóc. Sau vụ án, con rể ra tay tước đoạt cả bố mẹ vợ đã gây rúng động làng quê. Một bàn thờ 3 bài vị khói hương nghi ngút khiến ai thấy cũng cay mắt xót xa trước mất mát đau thương của gia đình. Anh Tuấn cho hay, mấy ngày gần đây đọc được thông tin Đoàn Minh Hải khai ra tay sát hại 3 người nhà vợ cũ vì không được gặp con. Cả gia đình anh rất bất bình. Anh Tuấn cho rằng Hải gặp con chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn chị Dinh về chung sống lại với mình. Không có Dinh ở nhà là nó chả thèm ra gặp con. Còn khi đưa con về nhà, nó cũng đi chơi chứ có chăm con bé đâu mà nói thương con muốn gặp con. Cũng theo anh Tuấn, Hải là người ăn chơi lêu lổng, không chăm lo làm ăn nên chị Dinh mới quyết định chia tay. Sau khi ly hôn, Hải đã táng gãy răng mẹ anh là bà Lê Thị Lan và làm gãy 2 ngón tay của chị Dinh. Nhưng do chưa đủ tỷ lệ thương tích để xử lý hình sự, nên đối tượng này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Đoàn Minh Hải sinh năm 1988, trú phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án tử hình về tội giết người. Hải được xác định đã tước đoạt 3 mạng người gồm chị Nguyễn Thị Dinh sinh năm 1994, vợ cũ của Hải, và cha mẹ vợ là ông Nguyễn Cường sinh năm 1962, bà Lê Thị Lan sinh năm 1964, gây rúng động dư luận ở thị xã Đông Hòa. Tại phiên tòa xét xử, Hải đã manh động khi thấy anh Tuấn, em trai vợ cũ. Hải gầm gừ hét lớn nhiều lần về phía Tuấn. Thằng kia tao khử mày. Tiếng hét cùng khuôn mặt dữ tợn của Hải khiến cả hội trường ngỡ ngàng. Còn con gái của bị cáo tỏ ra sợ hãi và la khóc lớn. Đứng trước bục khai báo, Hải được hội đồng xét xử cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi về sự ăn năn hối cải của bản thân sau khi tước đoạt 3 mạng người. Hải bình tĩnh khai, chưa bao giờ cảm thấy day dứt về hành vi của mình. Trong phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của Hải không chỉ gây hại đến bản thân của mình mà còn làm ảnh hưởng đến cha mẹ người thân của Hải. Con gái của Hải lớn lên thiếu đi sự chăm sóc, yêu thương dạy dỗ của cha mẹ. Viện Kiểm sát nhận định trong con người của Hải không còn tính người, không mất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ để thực hiện hành vi phạm tội, cố ý tước đoạt mạng sống của 3 người trong một gia đình. Đau lòng hơn, những người này từng được gọi là vợ, là cha mẹ, nhưng bị cáo vẫn ra tay tàn độc. Tại phiên tòa, bị cáo Hải không ăn năn hối cải, mà còn tiếp tục đòi giết anh Tuấn. Bị cáo không còn khả năng cải tạo để thành công dân tốt cho xã hội, nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức mạnh răn đe phòng ngừa chung. Được nói lời sau cùng trước khi tuyên án, thay vì gửi gắm đến người thân gia đình, Hải lại một lần nữa hét lớn, tòa tiên tử 10 lần cũng được, nhưng tôi sẽ khử thằng Tuấn, tức em trai của vợ Hải. Hải náo động phiên tòa trong trạng thái đằng đằng sát khí, trong khi ở đó một góc của hội trường xử án. Cha mẹ Hải với mái tóc trắng bạc ngồi co rúm cúi mặt. Đôi lúc người cha này lén nhìn đứa con trai ngỗ nghịch mà ông bà phải cố gắng một đời để nuôi nấng. Cuối buổi trưa, Hải bị tòa tuyên án tử hình vì bị cáo không còn tính người, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. Thưa quý vị, dễ nhận thấy nguyên nhân các vụ án mạng liên quan đến người thân chủ yếu là thường xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát được tích tụ qua thời gian và ngày càng tăng lên cùng với sự bức xúc dẫn tới thiếu kiềm chế bản thân. Khi lên đến đỉnh điểm, nếu không biết kiềm chế cảm xúc thì lúc đó tình nghĩa ruột thịt cũng không còn ý nghĩa gì. Vậy nên hãy học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân. Mỗi người hãy hạ bớt cái tôi của mình xuống để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!